chương trình khuyến mãi cho mùa hè. Khi quý vị mua 200 đồng, quý vị sẽ được tặng một tip chống nắng Aboche. Kem chống nắng Aboche không có hóa chất và có SPF 50. Khi quý vị dùng kem chống nắng Aboche, quý vị sẽ yên tâm và tự tin khi được biết nám sẽ không xuất hiện, làn da sẽ không bị tàn phá qua mùa hè này và nám sẽ không lan ra nhiều hơn. Chương trình khuyến mãi chỉ dành cho 100 người đầu tiên, nên quý vị hãy gọi ngay 1-888-337-7264 quý vị nhé. Mùa hè đã đến, quý vị hãy bảo vệ làn da của mình để nám không xuất hiện hoặc lan ra nhiều hơn. Hiện nay trên thị trường có nhiều kem chống nắng có SPF cao. SPF cao có nghĩa là có hóa chất mạnh. Hóa chất chẳng những không chống được nám mà còn làm nám lan ra nhiều hơn. Kem chống nắng Aboche không có hóa chất và khi hòa vào với kem chống hơi nóng Aboche thì sẽ bảo vệ được làn da 100%. Quý vị sẽ yên tâm và tự tin. Hãy gọi ngay, 100 người đầu tiên sẽ có coupon 20 đồng. 1-888-337-7264. Kimberly xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình The Dr. Kimberly Show. Ngày hôm nay, Kimberly xin nói về đề tài Đại Nhạc Hội Cảm Ơn Anh kỳ 10 được tổ chức tại miền Nam Cali, tại Los Amigos High School, Fountain Valley. Thưa quý vị, cùng trò chuyện với Kimberly ngày hôm nay là hai vị từ Hội Thương Phế Binh và Quả Phụ. Kimberly xin kính chào cô cựu trung tá Hạnh Nhân, cũng như anh Bùi Đẹp, cựu sĩ quan phi công trực thăng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Xin kính chào. Chào cô. Xin kính chào quý vị. Chào chị Hạnh Nhân, chào Dr. Kimberly và kính chào khán giả của đài của Kimberly Show. Dạ thưa cô Hạnh Nhân, con biết là con cũng có hỏi cô rất nhiều câu hỏi về các cuộc có thể nói là ủng hộ của cô, những cái năng lực của cô mà con đã thấy và con rất là mừng đã được tiếp xúc với cô trong các năm vừa qua. Và năm nay cũng như mọi năm, công ty Aboche, thưa quý vị, đã đóng góp và đã trao tặng cho Hội Thương Phế Binh và Quả Phụ 20.000. Và Kimberly mong rằng với số tiền này, Kimberly sẽ được làm ước mơ của cô thành thật. Thưa quý vị, cô đã nói là ước mơ của cô là được 1,5 triệu cho năm này. Cô thấy cái ước mơ đó nó sẽ đến không cô? Thành thật không cô? Với cái sự mà giúp đỡ của Kimberly thì lên cái show như thế này thì giới trẻ cũng sẽ bắt chước. Thì chúng tôi mong rằng quý vị sẽ theo Kimberly để giúp đỡ cho chúng tôi. Quý vị nhìn thêm một chút nữa để nghĩ đến những người đã hy sinh sương máu cho chúng ta có được ngày hôm nay. Thì quý vị giúp đỡ thêm thì chúng tôi sẽ có đạt được cái số tiền như vậy. Rất là mong. Dạ. Thưa anh Bùi Đẹp, là được biết là năm nay là năm đầu tiên tổ chức tại High School Los Amigos. Vậy thì chắc chắn đồng bào của chúng ta muốn ra, ít nhất là ra để ủng hộ và để thưởng thức nhạc, ca nhạc. Tất nhiên ai cũng thích nghe ca nhạc hết. Cho Kimberly biết là làm cách nào để quý khách có thể mua được vé, hoặc là những cái chi tiết gì mà giúp cho họ có thể di chuyển đến Los Amigos High School và nó nằm ở đâu ạ? Thưa Dr. Kimberly cũng như khán thính giả của Kimberly Show, năm nay rất là đặc biệt tại vì năm lần đầu tiên được tổ chức tại sân trường của High School Los Amigos nằm ở trên đường New Hope. Nó cách xa của Bosa của chúng ta, nhưng vì cái sự cách xa này, vì thế cho nên Hội HO và Thương Phế Binh cũng có mướn 2 chiếc xe bus. Thì bắt đầu từ ở tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ ở All American Way City in Westminster. Mình sẽ pick up từ đó mà đưa đến cái chỗ high school, sân trường high school. Mình drop off ở đó every 15 minutes, mỗi là 15 phút okay, có chiếc xe nó cứ lưu động để mà chuyển khách từ nơi đến cũng như nơi đi. Và đồng thời cũng có những chiếc xe van để
đưa rước những người khách cũng tại địa điểm đó. Và khi mà đến ở sân trường của Los Amigos High School thì cũng có một vài chiếc xe hơi để đưa cho những người mà đậu ở xa, đưa đến tới tận chỗ sân trường của Los Amigos High School. Vé thì có bán tất cả các nơi ở trung tâm của Tú Quỳnh, Bích Tư Lực, Văn Quốc, chỗ đó là trung tâm Bích Thu Văn, cũng như Bích Thu Linh, Phở Công Lý và trung tâm của Pháp Quang. Và cũng như là anh Sinh, anh nó rất là hăng say, nỗ lực để mà đứng ra để làm cái việc này. Anh đã đứng tại trước chợ Hòa Bình, anh bán vé. Thì cả hơn tháng nay, thì những cái vé mà anh thâu được thì anh có trao cho chị cả. Là số tiền là 20 ngàn hơn cái chị ạ. Wow. Cho nên là cái sự hy sinh của anh Sinh rất là trân quý, vì anh ấy lúc nào cũng có mặt ở đó và anh rất là hăng say để giúp cho các anh em và thương binh ở quê nhà cũng như các đồng bạn, đồng đội của anh đã hy sinh và cũng đã một phần thân thể nào đó cho cái miền Nam Việt Nam của chúng ta, người thân yêu của chúng ta. Kimberly nghe cái câu lời nói đó thì Kimberly rất là mừng, chứng tỏ là thưa quý vị, chỉ 10 đồng một cái vé mà anh ta chỉ bán trong cỡ một tháng mà được đến 20 ngàn đồng. Chứng tỏ là miền Nam Cali của chúng ta cũng đồng lòng giúp thương phế binh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và đôi khi quý vị không có phương tiện hay là không có biết đến cái số phone, thì là Kimberly muốn ghi trên, thưa quý vị, trên màn hình của chúng tôi có số phone mà quý vị có thể liên lạc. Để quý vị có thể, quý vị nào mà nghe không kịp hoặc ghi xuống không kịp, để chúng tôi có thể lặp lại rõ hơn qua đường dây điện thoại, quý vị có thể gọi số phone đó ngay từ bây giờ. Và cũng như hồi nãy anh Bùi Đẹp đã nói là những nơi quý vị có thể đến để mua vé. Và không biết là anh này có những người khác để đứng cách cửa chợ không anh? Nếu mà chúng ta thâu được 20 ngàn mà với một người đứng bán như vậy thì chúng ta nên có nhiều người đứng bán ở các cửa chợ để cho nó gây ra cái sự tiện lợi cho quý đồng hương của chúng ta. Cái đó cũng có một số chợ đã yểm trợ cho mình đứng trước cửa chợ để việc đó. Nhưng những năm trước thì cái chợ khác, nhưng mà năm nay không được đứng ở chợ đó, thành ra vì thế cho nên anh Sinh anh mới xin được cái chợ Hòa Bình. Chợ Hòa Bình. Tất cả những nhân viên ở đã, những người mà đã ủng hộ cho tôi với bên 9 năm về trước thì bây giờ đó, người ta đi qua chợ Hòa Bình, người ta sẽ mua ở bên đó. Thì gặp anh Sinh, chỗ nào có anh Sinh đứng là chỗ đó anh đến để mà giúp cho anh Sinh. Và đồng thời cũng có một chị trong cái hội HO của chúng tôi, thì ok, chị Hành Nhân, thì cái chị đó cũng, chị Lệ, chị cũng đi dạo, bán dạo, ok, là cũng mang về cho mình được 6 ngàn hả chị ha? Well, nếu như vậy Kimberly volunteer đi, đi đứng chợ nào anh cứ nói. Chị Lệ rất là tội, nữ quân nhân của tôi. Kimberly biết chị là cô Lệ đó, Chị đi từng nơi, từng chỗ nào mà có hội họp đông, chị lắng vô chị bán vé. Rồi các chợ, rồi các nhà hàng, các văn phòng bác sĩ. Thì là không phải là chị lấy 400 vé. Rồi chị đi bán, có nhiều người không có lấy vé mà cho tiền. Có nhiều người chị giúp tiền thì cũng được 2.000 nữa, là 6.000 người cũng như tiền của anh Sinh. 20.000 của anh Sinh là cũng bán vé và cũng có tiền người ta ủng hộ bỏ trong cái thùng nữa. Cho Kimberly xin hỏi là cô Lệ có phải trong ban tổ chức hay những người nào trong ban tổ chức của cô ạ? Lệ là nữ quân nhân trong hội. Trong hội. Thiện nguyện viên. Thiện nguyện viên. Thì những thành phần trong ban tổ chức thì gồm có chị cả, đây là cây là chị đứng đầu rồi, thì niên trưởng Nguyễn Văn Ước, ông ấy là phó của chị cả về nội vụ. Chính cá nhân tôi là phó ngoại vụ cho chị cả, và anh Sáu phó nội vụ. Anh ấy trước là đặc trách về tất cả những cái quyền hành ở trong cái hội thủ phía binh, thì anh lo những tất cả hết overall đó. Đó là những cái anh em chúng tôi, và còn có nhiều bộ phận khác nữa, nhưng mà mình không có thời gian để mà kể ra đây hết cho những cái bên an ninh trật tự và on and on. Thưa quý khán thính giả, như thế này là mỗi năm Kimberly, tại vì là hậu duệ của một người chiến sĩ trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đó là ba Kimberly, cựu đại tá Hồ Sĩ Khải. Kimberly rất là muốn giúp đỡ, là vì mình cảm thấy là đây một cái số tiền nhỏ. Nếu mà chúng ta không cần phải có một số tiền 20 ngàn, nhưng mà nhân tiện đây Kimberly xin nói là 20 ngàn mà Kimberly đã đóng góp, đó là do
tiền của thân chủ của Kimberly đã đóng góp cho công ty chứ không phải là tiền của cá nhân Kimberly, thưa quý vị. Thành ra tiền cá nhân của Kimberly cũng đóng góp vào trong đó luôn, nhưng mà mỗi một người một chút xíu. Khi quý vị ủng hộ công ty Apogee là cũng quý vị ủng hộ cho Hội Thương Phê Bình. Thành ra Kimberly nghĩ rằng cá nhân chúng ta, nếu mà chúng ta bỏ được 5-10 đồng, thì như cái show vừa qua, Kimberly khi nói chuyện, được trò chuyện với cô Hạnh Nhân để nói về con số này đó, thì thưa quý vị là tính ra đó một tháng chúng ta chỉ bỏ ra cỡ 20 đồng là chúng ta có thể bảo trợ cho một gia đình, phải không cô? Dạ, thành ra Kimberly nghĩ rằng cái chương trình Một Gia Đình, Một Thương Phế Binh là một cái sáng kiến rất là hay, và Kimberly chắc chắn trong tương lai sẽ nói nhiều, rất nhiều và nhiều hơn về cái chương trình này. Đó là cái chương trình mà chính Kimberly ủng hộ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay, cùng trò chuyện với Kimberly cùng cô Hạnh Nhân và anh Bùi Đẹp. Rất tiếc chúng ta đã hết giờ, xin hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị. Hydrophilic Facial tại Apogee by Dr. Kimberly là bí quyết để giúp làn da bớt nám, bớt khô, giúp da săn chắc và bớt nhạy cảm. Quý vị hãy liên lạc với công ty Apogee để được thử Hydrophilic Facial miễn phí tại các địa điểm mà quý vị đang cư ngụ. Giá trị của Hydrophilic Facial là 80 đồng. Đặc biệt, dành tặng cho 50 người đầu tiên khi gọi vào không cần phải mua gì cả ở số điện thoại 1-888-337-7264, 1-888-337-7264.